Đoạn clip mới có mặt bên trên mạng cộng đồng cho biết một chiến sĩ cảnh sát giao thông vừa cầm đèn hình vừa có động tác vung tay vào xe ô tô đang chạy. Được biết trước đó, chiếc ô tô này đã lực lượng chức năng nhu cầu dừng để kiểm tra. Camera hành trình của chiếc xe đã đánh dấu cốt truyện vụ việc vào khoảng 19 giờ 2 ngày 6 tháng 10 bên trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cảnh sát giao thông giả vung tay vào xe đang chạy khiến cộng đồng mạng nổ ra tranh cãi. Dân mạng để lại nhiều bình luận khác biệt về hành động của chiến sĩ cảnh sát giao thông. Nhiều người đánh giá đây là hành động dễ gây nguy hiểm, khiến lái xe giật mình. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng chiến sĩ cảnh sát giao thông này đang khiến động tác bắt tài xế phải dừng xe theo nhu cầu.